Một trong những sự kiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp và chính giới Liên minh châu Âu cũng như Việt Nam là hôm nay, theo giờ của Vương quốc Bỉ, Nghị viện châu Âu sẽ họp để phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đe dọa sự phát triển ổn định của kinh tế thế giới và các khu vực, Hiệp định EVFTA và EVIPA là thông điệp cụ thể của Việt Nam và Liên minh châu Âu ủng hộ và thúc đẩy tự do hóa thương mại dựa trên luật lệ, bình đẳng, cùng có lợi. Trong khi cả chính giới, cộng đồng doanh nghiệp, người dân Việt Nam và Liên minh châu Âu vui mừng và chờ đợi hiệp định được cơ quan lập pháp hai bên phê chuẩn, thì có một bộ phận cực đoan cơ hội tìm mọi cách vu khống, đưa thông tin sai lệch và bóp méo về tình hình tại Việt Nam, những mong các nghị sĩ Liên minh châu Âu trì hoãn hiệp định này. EVFTA được coi là Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới và cũng được đánh giá là đầy tham vọng với mức cam kết rất cao. Ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Ở chiều ngược lại, đối với hàng xuất khẩu của EU, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế. Phần thuế quan còn lại, tức là lên đến 99%, sẽ dần biến mất sau 7 đến 10 năm. FTA này có thể coi là mức cam kết cao nhất so với các FTA mà Việt Nam đã ký hoặc đang đàm phán. Điều quan trọng là Việt Nam và EU là hai nền kinh tế bổ sung cho nhau nên bắt tay hợp tác sẽ càng có lợi. Người ta kỳ vọng rất nhiều vào những cơ hội cho doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường hai bên, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA, hai bên cam kết sẽ dành đối xử quốc gia và đối xử tối hệ quốc với đầu tư của nhà đầu tư của bên kia với một số ngoại lệ, cũng như sự đối xử công bằng, thỏa đáng, bảo hộ an toàn và đầy đủ. EVFTA và IPA là những hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả hai bên. Sau khi được ký kết, các hiệp định này sẽ được trình lên Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu phê chuẩn, cũng như trình lên các nghị viện các nước thành viên EU để được thông qua đối với trường hợp của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư. Và có thể thấy là cả hai bên đang ngóng chờ từng ngày, từng giờ cơ quan lập pháp của hai bên thông qua hiệp định. Bởi lẽ hơn ai hết, cộng đồng doanh nghiệp nhìn thấy lợi ích mà EVFTA đem lại rất rõ ràng để thúc đẩy tăng trưởng mỗi bên. Vậy nhưng lại có những tiếng nói lạc lõng, cố tình bôi nhọ, xuyên tạc những thành quả của Việt Nam, hòng đưa thông tin sai lệch tới chính giới châu Âu với mục đích của chúng là để trì hoãn hiệp định và gây tổn hại cho cả Việt Nam và Liên minh châu Âu. Một nhóm phần tử phản động cơ hội chính trị đội lốt các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền như tổ chức khủng bố Việt Tân, Hội Anh em Dân chủ, Hội Bầu bí Tương thân, Tổ chức Nhà báo Không biên giới đã gửi thư ngỏ cho Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện châu Âu cùng các nghị viên châu Âu kêu gọi hoãn xem xét việc phê chuẩn EVFTA. Luận điệu của chúng cho rằng EVFTA là một thỏa thuận thương mại tự do tham vọng nhất tính đến lúc này và là hiệp định phải cổ suý cho các giá trị nhân quyền của Liên minh châu Âu thông qua mậu dịch. Những luận điệu này còn trắng trợn hơn khi vu khống Việt Nam đã qua mặt Liên minh châu Âu trì hoãn ký các thỏa thuận về lao động với Tổ chức Lao động Quốc tế. Thậm chí một số tổ chức thường xuyên chống phá nhà nước và nhân dân Việt Nam như Phóng viên Không biên giới, Tờ Người quan sát châu Âu và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tự cho mình có quyền phán quyết các vấn đề nội bộ của nước khác đã có những lập luận vu khống cho rằng EVFTA là tư duy của các nhà lãnh đạo châu Âu và Việt Nam dành những lợi ích cho các tập đoàn doanh nghiệp lớn của hai bên mà phớt lờ quyền và lợi ích của người lao động. Mới đây, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền một lần nữa đã kêu gọi Hội đồng châu Âu hoãn ký EVFTA cho đến khi chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã xuyên tạc, vu cáo về tình hình nhân quyền của Việt Nam, lấy đó làm lý do để ngăn cản phá hoại đường lối hội nhập kinh tế, công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung, phá hoại EVFTA nói riêng. Tuy nhiên, âm mưu đó nhanh chóng bị lật tẩy, lộ rõ bản chất thù địch của tổ chức này đối với Việt Nam cũng như bản chất phản động, cơ hội chính trị của một số nhóm hội đang đội lốt dưới cái mũ là các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Chúng ta vừa nghe một số luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cho rằng là sở dĩ có những cái luận điệu như thế này thì nó có hai lý do. Một cái lý do là có một cái nhóm người chưa nắm được tình hình thực tế của Việt Nam.
và rất mong muốn rằng là những người đó nếu có điều kiện thì về Việt Nam để mắt thấy tai nghe những cái điều mà họ lâu nay họ vẫn cứ gán cho Việt Nam. Và tôi cho tin rằng là trong một cái thời gian ngắn thì các nhóm người này sẽ có những cái thay đổi. Gần đây tôi biết được là rất là nhiều những các cái Việt kiều từ Mỹ, từ châu Âu trước khi về thì có một cái tâm lý rất nặng nề đối với Việt Nam, nhưng mà sau khi về thì họ đã thay đổi về cơ bản. Họ bảo là hóa ra nó không phải, từ nhìn tế nó không phải như vậy. Thì đấy là một cái nhóm. Cái nhóm thứ hai là một cái nhóm là cố tình, cố chấp, không muốn cho Việt Nam phát triển. Thì tôi cho rằng là đây là một cái cũng không cản trở được, bởi vì chúng ta không phải là ký riêng cái Hiệp định Thương mại Tự do này, mà chúng ta còn ký với Nhật, ký với Úc, ký với New Zealand, với những các cái quốc gia có một cái nền, những cái nền kinh tế rất là cao, vân vân. Vâng. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng. Việc Việt Nam và Liên minh châu Âu ký kết Hiệp định EVFTA thêm một lần nữa thể hiện tinh thần chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là chủ động hội nhập, làm bạn và là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, tận dụng tối đa nguồn lực bên trong và bên ngoài để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Việc tham gia vào các hiệp định thế hệ mới với các điều kiện tiêu chuẩn cao hơn và đa lĩnh vực, bao trùm mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. EVFTA được thông qua cũng khẳng định một điều rằng Việt Nam luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp nhất cho người dân, đảm bảo những giá trị phổ quát, giá trị tiến bộ mà các tổ chức quốc tế đã đề ra. Đây cũng là sự đáp trả đanh thép nhất trước những luận điệu xuyên tạc, những ý kiến lạc lõng của một số phần tử cơ hội, phản động, chỉ muốn Việt Nam chậm tiến, nhân dân nghèo khó, chứ không phải cái mũ dân chủ tự do mà nhóm đối tượng này thường rao giảng. Và chắc chắn rằng Nghị viện châu Âu và các tổ chức quốc tế có uy tín khác có đủ thông tin để nhìn toàn diện, khách quan về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, không để bàn tay bẩn của nhóm thiểu số phản động cơ hội với âm mưu đen tối lợi dụng. Và tới đây chúng tôi